Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Game Tổng Hợp của mình. Và hôm nay các bạn thấy trước mắt chúng ta đang là một anh xe tải khá là đẹp trai. Và anh này là xe tải màu vàng nhé mọi người, màu vàng màu khá là đẹp. Và nhiệm vụ của chúng ta thì sẽ có trên đây là tầm khoảng hơn 1 phút để chở cái hạt mặt hàng đến một nơi an toàn để giao cho khách hàng. Thế thì các bạn ơi, ở trong cái game này các bạn có nhận ra điều gì nó khá là tuyệt vời không? Đó là một trong những cái game cực kỳ nét, đó là cái 3D cực kỳ là tuyệt vời. Và chúng ta đã vừa rồi chúng ta đã qua một cái level rồi đó. Giờ đến level thứ hai đây. Level thứ hai này thì theo mình nghĩ là sẽ đi theo hết cái vòng xanh này đến nơi để chúng ta giao hàng. Đó, đây là đường rất là quanh co và đường khá là nhỏ, và hai bên thì các bạn thấy là mương nước khá là nhiều, và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Rất tuyệt vời. Đó, thế thôi. Khá là nhanh và cái trò này rất là dễ chơi. Mọi người lên tải video về để trải nghiệm game nhé mọi người nhé. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái cầu này. Cái cầu này thì khá là nhỏ, nhưng mà không sao, với kinh nghiệm mà đầy mình của mình thì của anh tài xế xe tải lâu năm này thì những cái cầu đó không là một cái vấn đề gì với anh ta. Và cái độ xử lý khá nhanh nhạy và quen đường nữa, thì những cái cầu đó chỉ là một trong những cái cầu bé xíu mà thôi. Bé xíu mà thôi. Vâng, bây giờ chúng ta đã tiến tới level 4 rồi. Và có nghĩa lần này thì cái đường cũng khá là dài đây. Và bây giờ mình cần phải tập trung cao độ để lái xe mọi người nhé. Chứ không lăn xuống. Chúng ta chỉ cần rơi thùng hàng ra rồi chúng ta đã bị phạm luật rồi. Có nghĩa là không được chủ trả tiền đâu. Đấy. Thế là khi chúng ta sử dụng xe như này thì cần phải lưu ý là nên dốc xuống dốc. Và những khúc quanh cua như thế này thì chúng ta cần phải làm sao xử lý một cách nó êm đẹp và một cách nó cẩn thận hơn. Đó, cái mỏm núi khá là cao, và cái cây kia kìa, mà mình thích nhất là cái cây trên đỉnh núi, khá là đẹp. Rồi ok, chúng ta đã qua được phần 4 rồi. Và bây giờ thì sẽ là xem là phần mấy đây. Phần đến chúng ta phần 5, ở đây có 16 cửa, có nghĩa là 16 cái lượt đi như vậy. Và mỗi một cái lượt như vậy thì chúng ta có tầm khoảng là hơn 1 phút để chúng ta xử lý trò chơi này. Và hơn 1 phút đó thì với mình thì thật sự mà nói thì lái xe như thế này thì rất là ok rồi. Còn những các bạn mới chơi á, thì thật sự mà nó cũng chả khó lắm đâu mọi người ạ. Nó không khó đâu. Ok. Từ. Đây chưa? Nhãn tâm trí đi tí thôi là chúng ta dính trường ngay. Cái này là phải chơi lại rồi. À, vừa mình nói đâu rồi, vừa nói cái độ kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì nói chung là cái game này mình chơi nhiều thì quen tay thôi. Nhưng mà cái cơ bản là chúng ta mới chơi á, thì nó hơi ngượng một chút. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn chơi tầm khoảng 5-10 phút thôi, các bạn có thể là chơi đỉnh luôn. Và cái này nó mang cái tính chất giải trí khá là cao. Nó giống như là ở ngoài đời thực thôi mọi người nhé. Không khác gì ngoài đời thực luôn. Cũng có cây cối, cũng có một cái hồ nước sông núi khá là đẹp đấy, để cho chúng ta trải nghiệm những cái không gian như này thì chỉ có ở game lái xe đường rừng của game tổng hợp mà thôi. Anh em nhớ ấn like, share và chia sẻ xem cho kênh game tổng hợp nhá, để mình làm những game tuyệt vời hơn. Và sắp tới có thể là mình sẽ quay cảnh máy xúc cần cầu thật luôn, để cho anh em chiêm ngưỡng vùng khu vực chỗ mình ở là máy xúc cần cầu khá là nhiều. Nhưng mà thật sự mà nói thì cái thời gian để mà đi quay nó không có, đa số là mình phải đi làm nên những ngày chủ nhật đó nó cũng phải có bận việc nữa nên không thể quay được. Mình vẫn thích là quay những cái máy xúc cần cầu thật ngoài đời để cho tất cả các bạn cùng chiêm ngưỡng ở nơi mình sống nó sẽ như thế nào, nó có khác gì ở chỗ khu các bạn hay không. Nhưng mà điều đó thì chắc chắn sẽ có, nhưng thời gian tới đây thì chưa có thể làm được điều đó.
nhưng sắp trong gọi là trong vài tháng nữa thì có thể mình sẽ làm được điều đó mọi người ạ. Thế là mọi người xem và chia sẻ cho Gamen tổng hợp, Gamen tổng hợp có động lực làm những video nó khá là đời thực hơn tí mọi người nhé. Rất là cảm ơn mọi người luôn luôn theo dõi Gamen tổng hợp trong từ lúc lập kênh cho đến thời điểm này, mình rất là cảm ơn mọi người. Và bây giờ không nói nhiều nữa thì chúng ta vẫn quay trở lại với anh xe tải màu vàng đẹp trai này nhá. Vâng, chúng ta chuẩn bị ra biển lớn rồi. Úi dồi, thấy biển chưa, màu nước xanh đét. Tiếp tục, bây giờ chúng ta đang ở phần 8 của CD xe tải máy xúc, xe tải cần cẩu. Wow, đây này các bạn này, cái đường này khá là quanh co này. Đấy chưa, các bạn thấy là mình lái siêu chưa? Tí nữa thôi là chúng ta có thể là chật bánh xuống cái hố kia, nhưng không sao, với kinh nghiệm lâu năm của anh xe tải màu vàng này thì thật sự các bạn chỗ này chỉ là con muỗi khá nhỏ so với mình đấy. Chạy nó cứ thế này cơ mà, rất lắt léo, rất uốn éo và lỏng lẻo, khá thú vị khi chúng ta chơi ở những cái sân chơi lớn như thế này. Bác này có thể là năm nay được tay lái vàng đấy mọi người, như là thế không? Đó, quanh cua như vậy mà anh ta vẫn xử lý một cách thuần thục nhanh chóng, chưa đến 1 phút đã qua được bao nhiêu chướng ngại vật để giao hàng cho khách hàng. Đây là những cái thùng xăng để giao cho công trình mọi người ạ. Rồi chúng ta đã qua tiếp tục và bây giờ chúng ta đang ở phần 9 của level 9 của series này. Xe ben giao hàng trên đường đồi núi khá là đẹp, và anh này anh ấy có kinh nghiệm, anh lái xe khá là tốt đấy, cho nên là cái mà phạm lỗi với để chơi lại thì chỉ có lần thôi chứ không có lần thứ hai đấy. Đó, xong luôn, rất nhẹ nhàng và tình cảm, không phải đắn đo lo nghĩ gì mọi người ạ. Rồi bây giờ thì xem nào, ở đây mình đếm xem có khoảng tầm gần chục cái cột màu xanh này đấy, và con đường thì vẫn khá là gồ ghề và nhỏ bé để cho xe tải vượt qua. Thì đây là một trong những quãng đường khá là hẹp. Đây các bạn thấy không, cái này cực kỳ hẹp này, nếu mà chỉ mà nơ nào một chút là có thể là xuống ruộng ngay được. À, đã xuống ruộng rồi thì các bạn ơi không lấy được tiền của người ta đâu, người ta thuê mình chở mà. Rồi mình cho cái này nhá, đây là đó, các bạn thấy không? Đây là cận cảnh trong cabin và cái tiếng máy nghe khá là êm tai, nó giống như kiểu là một trong những như kiểu ngoài đời thực luôn. Và khi chúng ta chơi game này mọi người, chúng ta nhập vai khá tốt thì nó giống kiểu chúng ta đang sở hữu một con xe tải cực kỳ là khỏe mạnh và sang trọng, giống như chúng ta đang ngồi trong cabin để lái những chiếc xe này đi giao hàng cho khách hàng đấy. Nó có vẻ khá là tuyệt vời, là độ sóc này, các bạn thấy độ sóc kìa. Đó, không khác gì là xe thật. Rồi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ chúng ta lên màn 11 thì phải. Đúng rồi, chúng ta là 12 chứ. Phòng 12. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi đến giao hàng cho khách hàng. Và đây là một trong những game là mình thích chơi lắm đấy. Nó mang cho mình một cái giải trí khá là thực tế mọi người ạ. Và các bạn yên tâm, cứ đến với game tổng hợp thì các bạn được giải trí khá là nhiều, rất là nhiều trò chơi ô tô, máy xúc, cần cẩu. Rồi có cả là game PUBG đó, HD Mobile khá là nhiều. Những game chiến thuật thì mình chơi không nhiều, nhưng mà đa số là mình chơi những game như thế này để nó cảm giác thư thái một chút. Còn game chiến thuật thì nó giống PUBG thì nó khá là làm tốn thời gian, vì cái đấy là mình chơi không được hay, nhưng mà chơi cũng được. Nói chung là cái gì mình cũng chơi được, nhưng cơ bản nó mất thời gian của mình lắm. Mình chỉ chơi cái này một ít xong là đăng lên kênh để chia sẻ cho mọi người coi. Đó. Rồi. Chắc đây là chuyến hàng cuối cùng, mình sẽ nghỉ việc ở đây. Rồi, chuyến hàng cuối cùng, đường khá là đẹp nha. Cẩn thận, cẩn thận.
Ôi rồi vừa nói xong thế rồi, thế thì rồi hết hàng ra rồi. Quà này là bị trừ tiền chắc luôn mọi người ạ. Không những bị trừ tiền mà còn bị đền hàng ấy. Lên dốc nào. Đấy các bạn thấy cái ga nó ngắt ấy, là mình ga xong là mình giảm ga và lên số. Để làm sao khi chúng ta đừng 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 nữa nha, đừng có giỡn mặt nha, đừng giỡn mặt, tỉnh mình tính thôi, mình tính thôi em ơi. Lái xe thì chúng ta cũng cần có những cái kinh nghiệm cụ thể và chắc chắn. Và bây giờ thì cũng khá là lâu rồi, bây giờ mình sẽ dừng video ở đây. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ Gamer tổng hợp trong thời gian qua, và mọi người ơi xem video của mình hãy đăng ký và chia sẻ cho Gamer tổng hợp với nhá. Mình rất là chân thành cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.